Khoảng 7 giờ 44 phút ngày 13 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà chị H, sinh năm 1984, số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 8 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra cháy là nhà ở, diện tích đất khoảng 50m², diện tích xây dựng khoảng 40m², cao 3 tầng, một tum thông thoáng, có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, vụ cháy làm 4 người tử vong, gồm bà Ít, sinh năm 1956, và ba cháu sinh năm 2013, 2015, 2019. Cả ba cháu nhỏ đều là con của chị H. Ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành công điện số 396 trên CD-TTG liên quan vụ cháy tại số 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nêu rõ, hồi 14 giờ ngày 12 tháng 5 đã xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn tên Akatsuki tại số 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong. Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Ngày 13 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết về vụ việc khởi tố bắt tạm giam hai bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D. Theo đó, tối ngày 12 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phạm Minh Nhật, 38 tuổi, ngụ phường Hương Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và ông Huỳnh Hoàng Tâm, 35 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Tâm là đăng kiểm viên, còn ông Nhật là đăng kiểm viên kiêm phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D thuộc công ty cổ phần Cát Tường An Khánh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ xác định Nhật và Tâm với vai trò là đăng kiểm viên đã ký biên bản nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo không đảm bảo quy trình quy định. Với hành vi trên, hai bị can được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức để cho sếp là Châu Ngọc Ý, giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 6502D, 6504D và 6506D nhận hối lộ từ các chủ phương tiện. Ngày 12 tháng 5, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, sáng cùng ngày, anh T, 29 tuổi và H, 34 tuổi, cùng ngụ tại xã Phước Tỉnh, phát hiện một bạn ghe xuống hầm tàu cá đang hoạt động đánh bắt hải sản ngoài biển Vũng Tàu thì bị ngất xỉu nên xuống cứu giúp. Cả hai lao xuống đưa nạn nhân lên rồi bị ngất xỉu rơi lại xuống hầm. Một số thuyền viên trên tàu cá đưa T và H lên khỏi hầm cá nhưng cả hai đã tử vong. Nguyên nhân khiến hai ngư dân tử vong nghi do ngộ độc khí trong hầm cá. Ngày 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 51. Theo đó, tối ngày 12 tháng 5, anh N, sinh năm 1993 ở Hậu Giang, điều khiển xe máy chở theo T, sinh năm 2000 ở Gia Lai, lưu thông theo hướng từ thị xã Phú Mỹ đi thành phố Bà Rịa. Khi đi đến km 41 400 quốc lộ 51 thuộc khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, thì xe của anh N xảy ra va chạm với một xe container lưu thông cùng chiều, khiến anh N tử vong tại chỗ, còn xe container rời khỏi hiện trường. Ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đặng Gia Dũng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, Hồ Sĩ Điệp, phó giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, Trần Quốc Đạt, trưởng phòng dự án 1, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông. Theo kết quả điều tra, quá trình thực hiện dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, các bị can Hồ Sĩ Điệp, Trần Quốc Đạt đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện phê duyệt đề cương nhiệm vụ,
kiểm tra, giám sát công tác khảo sát thiết kế. Còn bị can Đặng Gia Dũng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, chỉ đạo cán bộ thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc của dự án. Do đó, để dự án xảy ra 5 lần sự cố sụt lún, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 55 tỷ đồng. Trước đó, dự án khu công nghiệp Nhân Cơ có tổng kinh phí đầu tư 993 tỷ đồng. Khi dự án này đã thi công được khoảng 90% khối lượng công trình, thì liên tiếp xảy ra sự cố sụt trượt. Ngày 13 tháng 5, ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết, huyện Chư Prong có khoảng gần 5.900 hectare điều. Từ đầu năm đến nay, người dân ở các xã Ibia, Ia Lau, Ia Mơ, Ia Búc đã chặt bỏ vườn điều để chuyển đổi sang trồng cây khác. Theo ông Đinh Văn Dũng, 3 năm qua, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nên cây điều có tỷ lệ đậu quả thấp, năng suất kém. Trước đây 1 hectare điều cho năng suất đạt 1,4 tấn thì nay chỉ đạt 0,2 tấn. Giá thành cũng xuống thấp khiến người trồng điều thu nhập không cao. Ông Đinh Văn Dũng khuyến cáo, người dân ở vùng nào không phù hợp cho cây điều thì chuyển đổi, còn những vùng thích hợp cho cây điều thì chuyển sang trồng giống điều cao sản để tăng năng suất cũng như duy trì vùng nguyên liệu điều trên địa bàn.